Xin chào bạn, tôi chị Sóc Tiến Đức đây. Hôm nay mình sẽ khám cho một nhìn nam có con chưa? Không có rồi. Có mấy em mấy tuổi nhỉ? Em năm nay 26. 26 con mấy tuổi rồi? Vợ đang chữa. Đang chữa. Đấy thì bạn thấy được bạn bao quy đầu rất là dài. Dài khủng khiếp. Cả những vòi con tê giác, tê tê ấy nhỉ. Những trường hợp như này thì rất hay viêm ấy. Trước của em vẫn lộn ra nó xuống bình thường không? Vâng. Từ khi viêm là không lộn được. Đúng rồi, cái này rất dễ viêm. Và thứ hai là khi mà viêm thì cái niêm mạc của nó cũng viêm, nó dày lên. Nó dày lên và nó khi mà chúng ta lộn ra nó hay bị xước ra. Xước thì lúc mà liền đi sẹo. Đấy thì nó lại bị căng. Sẹo rồi nó co lại. Lúc mà lúc cương nó lộn ra nó bị căng, nó bị nứt ra như này. Nó là cái vòng luẩn quẩn. Càng để càng nặng đúng không? Thế thì những trường hợp này thì bắt buộc phải cắt bao quy đầu của bạn. Các bạn thấy là cái này gọi là hẹp thứ phát do viêm dài ra bao quy đầu. Mỗi chỗ ảnh chúng ta. Trong một thời nam 26 tuổi, các bạn thấy là đây là kết quả sau khi tôi cắt này. Đau không em? Quá trình mổ nói chung là cũng